Cô xin chào tất cả các con. Hôm nay cô sẽ dạy các con môn tiếng Việt. Để khởi động tiết học ngày hôm nay, chúng ta cùng tham gia trò chơi gà con qua cầu. Các con hãy giúp chú gà con qua cầu bằng cách thực hiện các yêu cầu mà chú gà trống đưa ra nhé. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Đến với yêu cầu đầu tiên mà chú gà trống đưa ra là: các con hãy đọc giúp cô câu sau. Con đọc rất tốt. Vậy các con đã giúp chú gà trống đầu tiên qua được cầu rồi đấy. Đến với yêu cầu thứ hai. Đó là yêu cầu gì? Các con hãy chú ý lên màn hình nhé. À, đây là câu đố. Các con hãy lắng nghe câu đố của cô nhé. Đôi mắt long lanh, màu xanh trong vắt, chân có móng vuốt, vồ chuột rất tai, là con gì? Chính xác rồi, đó là con mèo. Mèo là vật nuôi trong gia đình và nó là con vật có ích. Vậy là các con đã giúp chú gà trống cuối cùng đi qua cầu được rồi. Cô có lời khen ngợi các con. Và bài học ngày hôm nay của chúng ta cũng liên quan đến các con vật đó các con. Sau đây chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài thực hành. Đến với bài tập 1, nhiệm vụ của các con là nối hình với bóng của con vật. Cô có cột bên trái là hình, cột bên phải là bóng của con vật. Bây giờ các con hãy dự đoán xem đâu là bóng của các con vật. Sau khi dự đoán, các con hãy nối hình với bóng con vật tương ứng nhé. Cô nhận thấy là các con đã hoàn thành bài tập. Sau đây, con cùng sửa bài với cô. Đây là hình của chú chó, vậy bóng của nó ở đâu? À, đúng rồi, tương tự như vậy, cô nói được hình của chú mèo và bóng của nó. Còn bóng của chú cá ở đâu nhỉ? À, đây rồi. Tiếp tục là bóng của chú chim. Bây giờ là bóng của chú ngựa. Cuối cùng, chúng ta nói được bóng của chú thỏ. Qua bài tập vừa rồi, cô thấy các con đã nói được hình với bóng của các con vật một cách chính xác. Cô có lời khen ngợi các con. Bạn nào có thể nêu lại giúp cô tên của các con vật? À, cô cảm ơn con. Các con vật chúng ta vừa nói được đó là con chó, con mèo, con chim, con cá, con ngựa và con thỏ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài tập số 2 nhé. Ở bài tập 2, các con hãy viết tên các con vật ở bài tập 1 theo thứ tự của cột hình. Các con lưu ý là phải viết theo thứ tự nhé. Để xem các con có viết đúng theo thứ tự hay không, các con chú ý lên màn hình. Đầu tiên là con chó, sau đó là con mèo, con cá, con chim, con ngựa và cuối cùng là con thỏ. Cô có lời khen ngợi các con đã điền rất đúng theo thứ tự. Và sau đây chúng ta cùng giải lao qua một bài hát nhé. Các con hãy lắng nghe xem trong bài hát có nhắc đến những con vật gì nhé. Sau khi nghe bài hát, bạn nào biết nhà bạn nhỏ nuôi những con vật gì? À, nhà bạn nhỏ nuôi con gà trống, mèo con và cún con. Vậy nhà con có nuôi những con vật nào không? Đó là con vật gì? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài tập 3. Ở bài tập 3, con hãy nói với bạn về một con vật nuôi mà em thích theo các gợi ý sau. Đó là con vật gì? Em đặt tên cho nó là gì?
Và em thường làm gì với vật nuôi đó? Bây giờ cô và các con cùng khám phá nhé. Đó là con vật gì? Cô có những câu gợi ý như sau. Em thích nhất là con mèo. Hoặc nhà em có nuôi một con mèo. Nếu bạn nào giỏi hơn có thể nói câu dài hơn như sau. Con vật nuôi mà em thích là con mèo. Bây giờ chúng ta đến với câu gợi ý thứ hai. Em đặt tên cho nó là gì? Cô có ví dụ sau đây. Nó tên là Mimi. Hoặc em thường gọi nó là Mimi. Và cuối cùng, cô có thể nói một câu dài hơn, đó là ở nhà em đặt tên cho nó là Mimi. Đến với câu gợi ý cuối cùng. Em thường làm gì với vật nuôi đó? Các con có thể nói như sau. Em thường chơi với nó. Hoặc có thể em cho Mimi ăn mỗi ngày. Và đối với những bạn giỏi hơn, chúng ta có câu nói như sau. Mỗi ngày em thường tắm và cho Mimi ăn. Các con đã hiểu chưa nào? Sau đây, các con hãy viết lại những điều mình vừa nói để hoàn thành bài tập số 4 nhé. Các con lưu ý khi viết, các con nhớ có dấu chấm ở cuối câu. Và sau khi viết xong, các con hãy đọc cho ba mẹ cùng nghe. Cô có ví dụ sau. Con vật nuôi mà em thích là con mèo. Em đặt tên cho nó là Mimi. Mỗi ngày em thường tắm và cho Mimi ăn. Qua bài tập 4, cô chúc các con sẽ viết được những câu văn hoàn chỉnh và diễn đạt ý của mình. Tiết học đến đây là kết thúc. Các con hãy hoàn thành phiếu bài tập nhé. Cô rất vui khi nhận được bài làm của các con. Cô chúc các con luôn chăm ngoan học tốt. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con.